Đây nha, mình chào cho mọi người là lô hàng hũ cao nắp nhôm nè, điều Việt Nam 100% điều Bình Phước. Bên mình là có điều Việt và điều Campuchia nha, thì mình vẫn báo đây là điều Việt Nam hàng đầu mùa 2024. Một hộp này là 500g. Đây, bên hạt điều Phước Thạnh có gia công hàng, có tem mác và không tem mác. Giá bán lẻ một hộp này tại hạt điều Phước Thạnh là 150.000. Mọi người có thể kết nối với hạt điều Phước Thạnh nha. Đây là điều Bình Phước nha, điều giống thuần Bình Phước Aco Việt. Size của nó là 1kg này là 450 hạt quay đầu, trung bình là từ 430 tới 450. Còn hàng Campuchia là mình báo mọi người là từ 380 tới 400 hạt là hàng Campuchia. Còn đây là hàng Việt Nam. Bên mình có hàng A Việt Nam size từ 500 tới 550 hạt. Đây nha. Thì hôm nay là mình gia công hàng này nè, là không có tem mác cho một người bạn đi Đài Loan. Đây, quý khách hàng cô chú anh chị cần quan tâm đến hạt điều Bình Phước cũng như là hạt điều Campuchia cũng như là hạt điều tươi thì có thể kết nối với hạt điều Phước Thạnh. Đây, hũ này là nửa ký đây nè, điều Việt Nam. Nói về chất lượng thì điều Việt Nam mọi người không cần bàn cãi nữa nha. Một hũ này đóng nửa ký. Mình đang bán lẻ tại hạt điều Phước Thịnh là 150.000 một hộp 500g này. Mọi người có thể lấy về gia công có tem mác và không tem mác. Giá bỏ sỉ thì có thể kết nối hạt điều Phước Thịnh qua số điện thoại là 0369 422 52 và hạt điều Phước Thịnh.com. Bên mình bao đổi trả tất cả những cái sản phẩm khi bị mốc, hư, nhiễm dầu. Hạt điều Bình Phước nha, 100%. Đây là Aco Việt Nam nè. Còn A Việt Nam hay là Aco Campuchia thì mình sẽ quay những video sau. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Chào tạm biệt mọi người.